Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt một cái phần mềm để hỗ trợ tăng tốc truy cập Internet Và đặc biệt là cái phần mềm này thì nó sẽ hỗ trợ các bạn à sử dụng một số những cái ứng dụng kết nối với server ở nước ngoài Được ổn định hơn và mượt mà hơn Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhé Rồi để cài đặt cái phần mềm này thì rất là đơn giản Các bạn sẽ vào cái CS Play ở trên Android Hoặc là App Store ở trên iPhone Thì ở đây mình sẽ sử dụng Android nhá Thì mình vào cái phần CS Play đây Thì các bạn sẽ gõ vào cái phần tìm kiếm này Chúng ta sẽ gõ cái tên ứng dụng là 1.1.1.1 bốn số 1 các bạn nhé và ba dấu chấm các bạn chú ý đúng cái tên này sau đó thì mình sẽ bấm tìm kiếm rồi và các bạn đã thấy là cái phần mềm nó đã hiển thị ngay đầu tiên rồi đúng không Và cái logo của nó các bạn nhìn thấy không Số 1 và cái số 4 nhỏ nhỏ phía trên Các bạn đừng nhầm lẫn với những cái phần mềm khác nhé Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cài đặt cái phần mềm này thôi Vâng và sau khi mà cài đặt xong thì các bạn có thể bấm mở luôn ở đây cũng được Hoặc là các bạn ra ngoài các bạn tìm từ cái ứng dụng mà chúng ta vừa cài đặt đấy Thì bao giờ nó cũng ở phần cuối cùng đúng không? Thì mình sẽ khởi chạy cái ứng dụng 1.1.1.1 này Đấy thì ở đây các bạn sẽ bấm next nhá Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn accept này rồi và đến bước này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nút ở phía bên trên đây thì các bạn sẽ bấm để chúng ta bật lên và đây thì nó sẽ báo là install vpn profile thì các bạn sẽ bấm vào nhé ok đó thì sau khi mà thao tác như vậy xong thì cái nút này nó đã bật lên rồi và như vậy thì cái quá trình cài đặt cũng như là khởi chạy bật cái ứng dụng này đã thành công và các bạn có thể sử dụng internet một cách mờn mà hơn đặc biệt là một số những cái ứng dụng trước đây có thể các bạn sẽ khó truy cập khi mà nó kết nối với server của nước ngoài thì khi mà các bạn chạy cái phần mềm này lên rồi thì nó sẽ chạy cũng ngoan lành như là những cái phần mềm kết nối server ở trong nước rồi và video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại